khi mình mở ra, mình bắt đầu xây dựng Liem Barber Shop cũng giống như là Chicano Style tại Việt Nam á, thì cái mà mình tâm huyết nhất đó là muốn mọi người phải thay đổi cách nhìn về cái nghề cắt tóc nam nha. Hồi xưa khi mà nói barber không ai biết hết á, mà khi thời điểm này á, ngày hôm nay nè, khi mình nói tới barber rất là nhiều người biết, cái đó làm cho mình rất là vui. Cái nghề cắt tóc nam á nó rất là bạc bẽo. Mình nói ví dụ giống như là cái một bạn gái đó có quen một bạn trai, khi mà dẫn về nhà á, khi mà giới thiệu với mọi người trong gia đình á, đây là bạn trai của con, anh đó làm nghề tóc nam đó, thì ba mẹ của bạn gái đó hay là người trong gia đình kiểu như là người ta quay lưng luôn, người ta cảm thấy là cái nghề này nó sao nó thấp lắm. Ví dụ mình nói về kỹ sư hay bác sĩ hay là giảng viên này kia rồi, người ta bắt tay, người ta còn vô, người ta còn chào hỏi nói chuyện. Nhưng mà khi mình nói là họ cắt tóc nam á, ok ngồi đi đó, kiểu vậy, nó rất là bạc bẽo. Thì cái tâm huyết lớn nhất của mình là mình muốn mọi người ở Việt Nam á, người ta có một cái nhìn khác, một cái nhìn tốt hơn, và thực sự là dành một sự tôn trọng cho cái nghề này. Vô tình á, một ngày đó tự nhiên cái mình lên trên mạng, mình thấy cái nó để một cái barber shop mà toàn là những người xăm mình không, tự nhiên bị kích thích. Thì mà mình nghĩ là lúc đó mình nghĩ là anh này chất quá, không thể nào mà vô mà mới được cái này. Mình có cái duyên với cái nghề này á, cái nghề nó như nó chọn mình chứ mình không có chọn nó được. Làm trước khi đẻ mình á, mình làm tới hai mấy năm rồi. Lúc mà mình thất nghiệp á, cái mẹ Tấn mới kêu Tấn đi học tóc đi. Mẹ Tấn chỉ cho, rồi Tấn mới theo học bây giờ. Vì cái barber culture, cái văn hóa barber ở nước ngoài á là nó đã có rất là nhiều năm nay rồi. Barber nó giống như là một người bạn, cái người rất là thân với khách hàng, họ có thể tâm sự, họ có thể chia sẻ, họ có thể lắng nghe rất là nhiều cái buồn phiền hay là cái niềm vui trong cuộc sống của khách hàng. Nó là một cái văn hóa rất là hay. Làm sao để cho mọi người ở Việt Nam, những khách hàng người ta cảm thấy barber shop là một cái rất rất là khác biệt. Trước đây thì mình đã từng làm nghề xăm và làm DJ, nhưng mà sau đó mình đã quyết định mình
bỏ hai công việc đó để bắt đầu với nghề barber. Chưa bao giờ mà mình nghĩ là mình sẽ đứng cắt tóc ấy. Mình có nghe Liêm nói cái một câu là khi mà một cánh cửa cũ đã đóng lại thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra với mình. Và từ đó thì đi là mình cũng không ngại một vấn đề gì khi mà để mình bắt đầu một cái mới đó. Nhưng mà mỗi sáng thức dậy là cảm thấy muốn đi làm để lên tiệm gặp mấy người anh em ngồi uống cà phê rồi trước tiên khách đến thì ngồi trao đổi anh em cùng nhau set up đồ nghề rồi nói chuyện tán dóc rồi cảm thấy rất là vui. Khi mà Tấn được đăng lên hình ảnh lên hay là quay clip này nọ có về khoe gia đình đó, gia đình cũng thấy ngưỡng mộ, cũng thấy thích, thấy con mình cháu mình nó giỏi. Chắc là mình không bao giờ có cơ hội để làm trong cái môi trường như vậy. Tìm hiểu thời gian mới biết Liêm là người Sài Gòn đó, xong rồi bắt đầu mừng, nhắn tin hoài luôn, nhắn tin đâu nửa năm bên Liêm mới trả lời. Cái thời gian đầu khi mà mới lên đây là mình chỉ có đứng coi mọi người, rồi mình làm những cái công việc lung tung lái đó, là giữ xe rồi chạy vòng vòng chưa có cắt được. 3-4 tháng sau bắt đầu mới biết cắt. Lúc đó cũng cực, tại vì nhà mình dưới Biên Hòa mà sáng chạy lên trên này xong lại tối chạy về Biên Hòa mà là không có tiền. Lúc đó là không có làm nhưng không có tiền là cứ xin tiền gia đình. Là cái lần đầu tiên mình gặp anh kêu là em cắt yếu quá mà chắc có lẽ em không làm cái nghề này. Bắt đầu mình thấy hơi buồn nhưng mà mình nghĩ là mình đã xuống đây rồi lẽ mình lại bỏ về như vậy. Thôi kệ, giờ anh Liêm mới nói vậy thì cứ cố gắng. Anh cho mình cơ hội rồi mình làm. Cứ cố gắng thời gian. Anh Liêm kêu, ok. Em tiến bộ nhiều. Bắt đầu là cảm thấy là thích cái nghề này hơn nữa. Bắt đầu vượt lên cái nhãn như là lúc mà anh Liêm nói mình cắt xấu quá. Mình cảm thấy giống như là mình không phải là làm được cái gì hết đó. Mà thời gian cái Liêm anh công nhận mình cảm thấy là mình ok, cứ chỉ làm. Nó không phải là đi vào cắt trả tiền xong mình đi về, không phải vậy, mà nó một cái nơi để mình có thể tới, mình có thể trò chuyện, mình có thể tâm sự, mình có thể kể khổ cũng được, mình có thể chia sẻ rất là nhiều cái cho một người barber. Nó là một cái rất là khác. Mình muốn những anh em đang làm nghề tóc bây giờ hiểu được cái điều đó.